Xin chào các bạn. Đã bao giờ các bạn đã từng đạo hàm hàm x mũ x theo hai công thức này chưa? Khi mà chúng ta áp dụng cái đạo hàm của hàm lũy thừa thì chúng ta sẽ có được là x mũ x đạo hàm sẽ bằng x nhân với x mũ x trừ 1. Hay như nếu chúng ta áp dụng cái đạo hàm của hàm số mũ thì chúng ta sẽ thu được là x mũ x đạo hàm sẽ bằng x mũ x nhân với ln x. Nếu các bạn đã đạo hàm theo những công thức này thì xin chia buồn với các bạn, đây không phải là công thức đúng. Vậy thì đạo hàm hàm x mũ x như thế nào? Chúng ta đạo hàm một cái hàm lũy thừa mũ, tức là một cái hàm số mà nó có chứa biến x ở cả cơ số và số mũ. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ biến đổi cái hàm số lũy thừa mũ về cái dạng hàm số mũ. X thì bằng em mũ ln x. Khi đó thì x mũ x ngoài sẽ bằng là em mũ ln x tất cả mũ x. Mà em mũ ln x tất cả mũ x thì nó chính bằng là em mũ x nhân ln x. Khi này thì chúng ta sẽ đưa cái hàm số lũy thừa mũ về dạng hàm số mũ có dạng là em mũ x ln x và chúng ta sẽ đạo hàm. Và để đạo hàm một cái hàm số mu thì chúng ta sẽ lấy u phẩy mà nhân mu. U phẩy lúc này có dạng là u nhân v, do đó mà nó sẽ bằng là u phẩy nhân v cộng cả u nhân v phẩy là bằng 1. Và khi này chúng ta nhớ lại là chúng ta có biến đổi x mũ x bằng e mũ x ln x, do đó mà x mũ x tất cả đạo hàm thì chính bằng là ln x cộng 1 đóng vào ngoặc với tất cả nhân với cả x mũ x, cũng không quá phức tạp phải không các bạn? Ok, vậy thì chúng ta sẽ nâng cấp cái bài toán lên một chút các bạn nhé. Các bạn hãy comment kết quả của câu đạo hàm của hàm số x mũ x dưới comment để xem kết quả đã chính xác chưa các bạn.